Truyền hình Phúc Thượng Sư xin vô cùng hân hạnh và hân hoan được ra mắt lần đầu tiên trên thế giới một vở tuồng đầy sáng tạo và ý nghĩa, được dàn dựng công phu trong một thời gian dài với tất cả tâm huyết và nỗ lực. Được sáng tác qua ngòi bút và dưới sự đạo diễn từ xa đầy thương yêu của Thanh Hải Vô Thượng Sư, một bậc thầy tâm linh, một nhà từ thiện, nghệ sĩ và tác giả của những quyển sách bán chạy nhất thế giới, Vua và vân vân, là một câu chuyện phản ánh những ưu tư của thời đại ngay trong thời điểm nguy cấp của địa cầu chúng ta. Được lồng trong một bối cảnh kết hợp giữa xưa và nay, có khúc bi thương nhưng cũng có đoạn khôi hài, những màn phiêu lưu hồi hộp, những tình cảm trung thành tha thiết giữa người và người, cùng những lời nhắn nhủ tâm linh sâu sắc. Cốt truyện xoay quanh triều đình Đại Ngôn với văn võ bá quan gồm đủ thành phần, quan trung, quan nịnh và quan không có lập trường. Mỗi người một vẻ, một vị quốc vương phải lãnh đạo giang sơn của chính mình và trong liên hệ quốc tế cũng có trọng trách với toàn cầu. Một hoàng tử khôi ngô tuấn tú trên đường tìm lại diện mục bản lai, một thôn nữ ngây thơ với tấm lòng đơn thuần, thương yêu và dũng cảm. Vận mệnh của tất cả đều gắn liền với nhau. Vua và vân vân cũng mang thông điệp chính xác về bốn sát thủ thầm lặng nguy hiểm nhất địa cầu, đó là thịt, ma túy, sản phẩm thuốc lá và rượu. Trong niềm ước vọng, công dân thế giới sẽ trở nên ý thức hơn về những độc chất đang hủy hoại thế hệ này và những thế hệ mai sau. Mặc dù thời khóa biểu của ngài vô cùng bận rộn, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tự tay biên soạn và đạo diễn từ xa Vua và vân vân, nói lên lòng quan tâm của ngài dành cho nhân loại và cư dân địa cầu thuộc muôn loài. Từ lúc mở màn đến kết thúc, mọi chi tiết từ tên nhân vật đến việc lựa chọn bài hát để đi đôi với màn vũ, cho đến động tác của từng nhân vật, cách trang điểm thích hợp cho diễn viên và ngay cả các nghệ danh đều dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của ngài. Vua và vân vân gồm 6 tập qua phần diễn xuất của các hội viên Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư. Đây là một tác phẩm đến từ tình thương vô điều kiện, nguồn sáng tạo bên trong và trí huệ hoàn mỹ của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Kính mời quý vị cùng chung hưởng món quà đặc biệt này và thưởng thức Vua và vân vân. Thank you.
Nam vô tử, Như kỳ vô phong. Tử nhập tâm, Như hổ nhập lâm. Giờ thổi hiu hiu mấy thằng rượu là có ngọc hoàng. Ngọc hoàng ở tận thiên đàng, còn ta bầu rượu thiên đàng mỹ nhân. Người đó đem rượu cho ta. Rượu ngon, đây quả thật là bồ đào mỹ tử dạ quan bồi. Còn đây là ngọc cầm mỹ nữ nhạc thiên thai. Ôi thôi chết ta rồi. Rượu đã hại ta rồi, rượu đã hại ta bê trễ hầu rượu. Thấy mặt người đỏ gắt vậy hả? Dạ, dạ tại vì thần bị chảy máu à. Bệ hạ sao long thể xanh lè, có ốm o gì không? Chắc tại ngài chỉ ăn rau cỏ qua loa, quốc sự quá nhiều chán. Đâu có quốc sự vậy. Ta hút xì ke cho xuống cân. Dạ, tại sao phải xuống cân? Ta nghe nói ôm nhau thì mới hợp thời trang. Có eo mà, mới có eo nè. Muôn tâu, dạ, xin bệ hạ đừng có xì ke nữa, sẽ nghiện ngập rồi khó quýt. Và sẽ tổn hao sức khỏe nữa. Ôi ôi, thời buổi vật giá leo thang, hút xì ke sẽ phá sản gấp mấy. Sách kia đi ngủ, con này nữa, đi ngủ đi, nhanh lên. Nhà quê bụi. Ba, mẹ nè, các đồng nào hết. Ba nữa, tại sao không lo tụi nó đi ngủ đi? Ông mới về đó hả ông? Sao mỗi lần ông về đến nhà ông lá lối ông sỏi vậy? La lối. Giờ này còn làm cái gì? Chừng nào mới xong? Ngày mai tôi phải giao hàng cho người ta rồi ông à. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, nó cũng mới giúp tôi xong đó. Tội nghiệp. Ai tội nghiệp thằng này? Tiền đâu? Để đưa ra mua một ít thuốc coi. Ông biết nhân mà lên. Nhà mình đâu có nhiều tiền. Nếu tôi đưa hết cho ông, lấy gì tôi nuôi tôi nhỏ? Chán sống rồi. Chết rồi. Tôi lấy ông mà. Ông đừng có đánh
chồng, tôi sợ chồng. Chồng của tôi về nhà chỉ biết lấy tiền đi hút sách, đánh đập vợ con nữa. Con ơi, mình khóc ngày mai không con? Thần tiên của mình rồi. Ah!
không có thuốc đâu. Làm ơn cho tôi một ít đi. Tôi không có tiền. Tôi đã nghĩ như vậy. Giúp tôi đi mà. Dỡ mặt cho tội. Không có tiền nữa. Tôi không có tiền. Thì đừng có hút. Ông giúp tôi đi mà. Tại vì con đường học. Ông dụ tôi hút mà tiếp đi. Giờ tôi đã ghiền rồi. Tao đã bảo rồi. Không có tiền là không có thuốc. Mà mày muốn có thuốc á thì đi cấp tiền đi. Tôi lại đây gặp tao. Phải đi ăn cấp tiền. Phải đi ăn cấp tiền. À, được rồi, tôi sẽ có tiền và có thuốc luôn. Someone there? It affects everything, don't you know? It makes your mind blurred, it shrinks your brain, it clogs your nerves, it makes you hallucinate, it makes you go crazy when you don't have it and become addicted to it. It breaks your family, love, relationship, it drives your girlfriend, boyfriend away. It makes you become a criminal sometimes. How do you have peace in this chaotic state of mind in order to practice spiritual even? Huh? You have to be first calm and normal. We have enough confusion with work, with war, with disaster, with relationship already. Do not create more confusion for yourselves and damage your only vehicle to reach God. This is the body, the temple. Keep it well in order, healthy, because you must use it. Drug is no, 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 no. Ông liều thàn cũng phá sản như thường. Phải nói thâm làm quốc khố chứ. Dạ, muốn tâu. Thâm làm quốc khố à? Ô gia, quốc gia là của ta, quốc khố quốc quần gì cũng là của ta. Ta cứ tự do tiêu, ai làm gì được ta? Dạ đúng vậy, không nói gì cả đến quốc khố.
cuốc sủa, cuốc ben, cuốc đất, cuốc cỏ đều là của bệ hạ hết thảy à. Gì vậy? Còn nêu thiêu hộp thì còn có quất khô mấy nước mang bàn. Ta cứ tràn quân qua lấy hết là có đô la dùng ngay. Lo gì? Đúng là bệ hạ thông thái vô cùng. Gia muôn tâu bệ hạ, bệ hạ phán vậy là sai với đạo đức thanh hiền. Sao mà sai? Sai chỗ nào vậy? Gia muôn tâu, nếu muốn xâm lấn các nước lân bang phải có lý do chính đáng, không thể vì thiếu tiền hút sách mà gây hấn với các nước khác cả. Xin bệ hạ giữ gìn thể thống của một vị minh quân và của quốc gia, nếu không thì có khác gì là trộm cướp. Dạ muôn tâu, cái này bằng tiếng Angale thần không đọc được à. Angale. Dạ muôn tâu, Angale là tiếng Pháp à. Có nghĩa là tiếng Anh ạ. Dạ, để thần gọi thông dịch viên Angale nên ạ. Phải ăn chay không nên giết thú vật. Thâm nóng toàn cầu, hãy ăn chay sống xanh để cứu địa cầu. Chậm thê việc thâm nóng toàn cầu qua ư cấp bách, và truyền lệnh từ nay các quan và dân phải triệt để dùng mọi biện pháp để đẩy lui hiểm nạn này. Ai có sáng kiến hay sẽ được trọng thưởng, ai vi phạm sẽ chém đầu. Dạ không nên chém vì vi phạm bạo lực. Đang lúc thế giới đầy tai ương, phải làm lành ban ơn thì mới có phước đức ạ. Tại sao phải làm lành? Dạ muôn tâu, trong tờ hịch có nhắc đến không bạo lực và còn phải ăn chay sống xanh nữa. Không còn sát sinh, sống lành mạnh đầy tình thương. Ăn chay là ăn cái quai vậy? Chay làm sao nhai nổi? Bộ muốn chết hả? Ăn chay là ăn thực vật, đậu quả và không ăn thịt của động vật. Một số lợi ích khi ăn chay: hạ áp huyết, giảm cholesterol, bớt bệnh tiểu đường loại 2, ngừa tai biến mạch máu não, hóa giải xơ cứng động mạch, giảm 50% nguy cơ tim mạch, giảm 80% nguy cơ phẫu thuật tim, phòng ngừa nhiều dạng ung thư, tăng cường hệ miễn nhiễm, tăng tuổi thọ đến 15 năm, chỉ số thông minh cao hơn, tiết kiệm 70% tổng số chi phí 40.000 tỷ Mỹ Kim để giảm hâm nóng toàn cầu.
dùng đất 4,5 lần ít hơn để trồng thực phẩm. Bảo tồn đến 70% nguồn nước. Cứu hơn 80% rừng mưa Amazon khỏi bị trồng cỏ để nuôi gia súc. Một giải pháp cho nạn đói trên thế giới. Sẽ có thêm 3,4 tỷ hecta đất hàng năm. Có thêm 760 triệu tấn ngũ cốc hàng năm, nửa nguồn ngũ cốc trên thế giới. Tiêu thụ 1/3 nhiên liệu hóa thạch so với số lượng cần dùng để sản xuất thịt. Giảm ô nhiễm từ chất thải gia súc chưa được phân hóa. Giữ không khí sạch hơn. Tiết kiệm 4,5 tấn khí thải cho mỗi cư gia ở Hoa Kỳ hàng năm. Ngừng 80% nạn hâm nóng toàn cầu. Và nhiều hơn nữa. Cứu mạng mình, ăn chay, sống xanh. Dạ, bao qua không giết người nữa, không gây chiến tranh với các nước khác. Ok, ok. Còn sông xanh là sông làm sao? Chọn màu khác, có được không? Muôn tàu à, sông xanh là không gây ô nhiễm môi sinh à. Không chặt cây đốn rừng à, lại nuôi thu vật đặng làm thịt à. Mà còn trồng thêm cây cỏ lại hút than khí. Nó phát dưỡng khí, lái xe không có CO2, than khí nhiều hoặc là vô CO2 à. Câu đố khẩn cấp. Để cứu địa cầu này, chúng ta nên 1. Ăn chay. 2. Lái xe lai nạp điện. 3. Trồng thêm cây. 4. Đổi sang năng lượng bền vững. 5. Cầu nguyện. Đáp: tất cả và thêm nữa. Quân tù dạ, nông nghiệp bằng organic tự nhiên để giảm than khí. Organic is not just necessary for farming in ways that doesn't hurt other life and doesn't harm our health. Organic is becoming necessary to face the climate catastrophe, and organic is becoming necessary to face the exhaustion of non-renewable fossil fuels. The place for non-sustainability is coming from factory farming, from feeding grain to cattle, growing soybean in the Amazon to either run cars or create factory farms. And that is leading not just to more use of nitrogen fertilizer, which is causing global warming, but is using to increase methane emissions, which is also causing global warming. So definitely, an absolute phasing out of factory farming and a minimizing of meat eating. When you work with nature, you produce more food, and this is the science I do. Productivity of ecological systems is much higher. Productivity of diverse systems is much higher. So if we have to address the food problem, the hunger problem, working with nature is the solution. Working against nature is a recipe for hunger. Organic foods and produce are grown and handled according to strict sustainable procedures with limited chemical input or no chemical input at all. So organic food also GM-free. Organic farming reduces toxic farming runoff and pollutants that contaminate our water, soil, and air. So organic farming is healthier for farm workers, the surrounding communities as well, and for natural wildlife. Now the EPA considers 60% of all herbicides, weed killers, or 90% of all fungicides. That means mold killers and 30% of all insecticides. That means insect killers are potentially cancer-causing for human and animal, of course. Né? Organic farming keeps harmful chemicals and pesticides out of the food that we eat and the beverage that we drink. And it's easy, it's simple, cost and water effective, and it's ecologically, economically sound. Dạ, còn phải tiết kiệm nước tối đa và recycle rác rến để trở nên đồ hữu dụng đấy ạ. Không lãng phí gì hết.
canh làm gì vậy? Dạ, thần tính recycle miếng giấy này à. Ăn chay sông xanh. Sông xanh thì trẫm ok liền. Còn ăn chay thì để nghĩ lại. Muốn tâu bệ hạ, dạ thời giờ rất cấp bách, bệ hạ không nên suy nghĩ lâu mà phải hụt hơi, cho muôn họ làm theo cách tốt nhất là phải ăn chay để bảo vệ hoàn cầu kẹo trẻ. So many islands have sunk underwater already. Many coastal city land has been eroded. 2,000 more islands are sinking. And 18 islands, what we have known, you know, maybe more, but we don't know. 18 islands, including small nations island, already gone, disappear underwater. Sometimes 6 meters underwater already. And another 40 are at risk of sinking or uninhabitable or begin to be uninhabitable because they cannot cultivate anymore because the land become inundated with the salty water already. I want to plead with all the planet people, please stop killing animals. Please have compassion. Please turn to vegetarian diet. Please be vegan. That is to save yourself and your children. So organic vegan diet is the answer. Mr. President! Monsieur President! Your Majesty! Your Majesty! S'il vous plaît, Monsieur President! Mr. President! Hôm nay, tất cả chúng ta tề tự nơi đây để bàn về một vấn đề quan trọng có ảnh hưởng lớn lao đến sự sinh tồn của thế giới. Đó là nạn hầm nóng toàn cầu. Bây giờ, trẫm xin mời quý ngài nguyên thủ các quốc gia nêu lên ý kiến để chúng ta cùng nhau hợp tác và giải quyết. Xin mời đại diện quý quốc. Cette dernière décennie, nous avons détruit beaucoup de forêts qui sont étranglées. Il y a l'immense souffrement dans les animaux. Et hier, vous me soyez où? Et si on avait dans les amis, à quoi les cas? Énormément de méthane qui est le principal responsable du changement climatique. Trẫm thường xem truyền hình vô thượng sư và nghe ngài Thanh Hải vô thượng sư nói rằng chuyển sang lối sống từ bi quần giai và canh tác nông nghiệp hữu cơ là giải pháp hữu hiệu nhất, nhanh nhất để ngưng hầm nóng toàn cầu. We agree, be organic vegan. So, we should abolish livestock farming and at the same time subsidize organic vegetable farmers. Ăn chay. Ăn chay. Sống xanh để cứu địa cầu. Thầy ngươi, mau ngăn cản họ lại. Mau. Your Majesty, did you lose your head? Don't
您知道目前自己在做什么吗？ ¿Recuerda su nombre, su majestad? Excuse me. Do you remember where you're at? Chupamienta, la blonda, pulova, chichón. Your Majesty, what's my moment, please? Yo, Ascoltato che non ricorda più. E dunque, si può? Avevi perduto il tuo tempo, tuo maestro? Ehi, ma io guarda te un'ei! Phải, ăn năn có nghĩa là hối hận đó, hiểu chưa? Nè nè nè, quý vị công thần đừng có bắt bách hoàng thượng chứ. À, mấy người đừng có bắt bách. Mấy người đừng có bắt bách mấy người. Mấy người đừng có bắt bách mở hả? Thôi thôi thôi, được rồi. Đừng có ồn ào nữa. Để trăm bãi trào về hút một chầu ha, rồi sẽ tính. Dạ dạ. Dạ dạ họ về hút. Người lắm mặt lại là ai? Thần có việc khẩn. Dạ thần có việc. Bệ hạ. Xin quý vị đón xem những tình tiết hấp dẫn sắp tới để biết người lạ mặt lem luốc này là ai.
và muốn những gì. Thank you.
I love the king and home. Georgi. Thanks for the subtitles, Pontania. 大家好，我叫陈武雄。 是中华民国电影摄影师协会的常务理事，目前从事一些节目制作、导演以及专业摄影的教学工作。今天很荣幸呢，来参加这个首映会，观看了这样一部很精心制作的大戏，觉得非常的感动，同时也敬佩我们青海吴上师长年以来对 地球的关怀，这次更亲自的编导这样的一个戏剧，来让大家能够更清楚要如何来拯救地球遏制地球的软化。师傅以这样的一个风气啊活泼的方式，加上演员的夸张的诙谐的一个表演方式，让大家看得很快乐，看得很高兴。 那这也许就是师父高贵的智慧，他就是要让大家在快乐当中去面对一些严肃的问题。在电影里面，他一一的举证了很多的数据，我们所谓数据会说话，什么东西影响到什么样的一个程度，这个都很清楚的说明了。在影片里面。 更有很多的实际的案例，这些惨痛的实际的一些经验，让大家看了这个影片，自然会有一些共鸣，心生警惕。那么也就是说，告诉大家，要遏制地球软化的四大杀手——烟、酒、肉食、毒品，它的严重性，它的危害地球的严重性。 让我们能够在无形当中要去参加拯救地球的行列，我们就会知道我们每个人应该怎么样做。这里面就是我们大家要一起来出事，要做好环保的工作，也可以进行实行有机农耕的一个工作，最后才能够遏制下来这样的一个软化现象，为我们的下一代留下一个干净的地球。 这是希望大家能够来帮忙，大家来一起来这个工作，一起来推行的一个事情。最后，我感觉这样的一部电影，是不是我们要找机会多多的播放，让更多的人知道，我们必须大家要一起来才能够做好这样的一个事情。希望这个片子能够带给大家 What I really appreciated about the King & Company is seeing how simple-looking special effects could help convey great messages, and the slight touch of humor could only make it a better experience, and the arguments used in it were still just as touching and real. I'm thanking the staff and the cast for broadcasting such a program for free, and I'm sending my best regards. This is Sadina from Canada. Sau khi mình xem coi xong bộ phim Vua và Văn Vân của Ngài Thanh Hải thì mình cảm thấy đâu đó vị vua và các vị quan bên cạnh ngài cũng giống như cái thiện và cái ác trong bản thân mình. Hãy để cái thiện của mình chiến thắng cái ác, và mong sao qua bộ phim này thì mình sẽ cũng trường chay cùng với mọi người để mà có thể cứu sống hành tinh của mình. Con cảm ơn sư phụ đã biên tập và đạo diễn bộ phim này để giúp chúng con thấy được cái bản ngã của mình hơn. I didn't really know about this whole global things, but as I watched this movie, I realized that it's this really serious issue. I should be a vegetarian. I should spread out to the world how serious this thing is. And it was quite impressive.
it was something very unique. I think this one was really working. I'm gonna try to lessen eating meat. Je suis Monica et je viens du Canada. Je suis contente d'avoir écouté le film Roy et compagnie. Le film nous ouvre les yeux sur des sujets très importants. Les statistiques appuient très bien les sujets relatés. Par exemple, j'ai appris que la consommation de viande entraînait beaucoup de pollution. Et je n'avais jamais songé à cela. Je tiens à dire un gros merci à tout le monde qui ont participé à ce projet. Chacun a sa part à faire et la première étape est à se renseigner. Alors je vous invite à écouter ce film. Khi xem xong cái tác phẩm của sư phụ thì tôi thấy ăn chay rất có lợi cho sức khỏe và giúp bảo vệ môi trường. Đó là lối sống tích cực để mọi người có thể cùng nhau bảo vệ hành tinh. Nhiều tai nạn đã xảy ra do sử dụng rượu bia, nhiều sự mất mát về giá trị vật chất cũng như giá trị tinh thần khi sử dụng ma túy, thiệt hại về tiền bạc và con người đã xảy ra hàng ngày trên thế giới từ việc nghiện rượu, thuốc và ma túy. Vở kịch mà Thanh Hải Vô Thường sư sáng tác đã thực sự có ý nghĩa rất lớn về lối sống lành mạnh, thức tỉnh và nâng cao nhận thức của con người về lợi ích của hành tinh xanh và sự tác hại của những việc làm không có đạo đức. I believe this movie brings the true message. Even the smallest animal has its own life. We should not kill or hurt anyone. Also not ourselves with drugs or meat. It says so in the Bible. Although the message is serious, I enjoyed the funny acting in the movie very much. Mike from Ethiopia. 네, 안녕하세요. 저는 한동대학교 4학년에 재학 중인 법학부 학생 홍승우라고 합니다. 저는 그 러빙엇에서 하는 스프링 마스터 TV에서 나오는 왕과 신하들을 봤는데요. 내용이 너무 재미있고 소재들이 신선해서 보통 채식을 잘 모르는 사람들이나 마약과 술에 대해서 참 자각을 하지 못하는 분들에게도 많은 도움이 될 것 같습니다. 앞으로도 더 좋은 방송 많이 많이 만들어주세요. 감사합니다. Hola, soy Clelia Reverón, consultora empresarial con muchos años trabajando en organizaciones. Soy venezolana. La película nos trae el oriente hacia occidente de una manera jocosa. Nos ayuda a entender que la droga, el alcohol, la carne, todas estas cosas son muy, pero muy dañinas para nosotros. Me encantó la película y ojalá que llegue a mucha gente. Un agradecimiento a la maestra y a todo el equipo que con tanto cariño, con tanto amor y con tanta credibilidad en la gente, cada día envían un mensaje de miles y miles de formas para que todos podamos reaccionar y salvar a nuestro querido planeta. Tôi rất may mắn có nhiều người bạn giới thiệu xem truyền hình Vua Thượng Sư, có chiếu phim Vua và vân vân. Do Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư biên soạn và đạo diễn, nội dung phim có tính chất giáo dục cao, hướng con người đến lối sống ăn chay và đạo đức từ bi. Cuốn sách là lối sống xa đọa, làm cho con người ta đau khổ. Tôi mong có được nhiều phim như thế này nữa để chiếu cho công chúng xem. Bonjour, je suis Sonny du Canada, futur étudiant à la faculté en travail social. Je vous encourage grandement à écouter le film The King and Co. C'est une œuvre originale en soi, grâce à sa conception artistique et le message humaniste qu'il fait part, il a su grandement m'émouvoir. Il est important à l'époque dont nous faisons partie, les sujets tels l'environnement, la toxicomanie et la surconsommation. Et ce film nous incite à la réflexion sur les enjeux mondiaux. Je veux remercier la réalisatrice pour le temps, l'énergie et l'amour qu'elle a mis placé dans ce projet.